sám văn. Do tâm tưởng thấy biết điên đảo, nên thường xa bạn lành, gần gũi bạn ác, trái nghịch bát chánh, tu theo bát tà, phi pháp nói chánh pháp, chánh pháp nói tà pháp, bất thiện nói thiện, thiện nói bất thiện, dựng cờ kiêu mạn, dương buồm ngu si, theo dòng vô minh vào biển sanh tử. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Giải thích. Phật nói thời mạt pháp chúng sanh điên đảo, hiện nay nhiều người tôn mình là Phật, loạn giảng kinh Phật, thấy in tuồng đúng mà thực sự là sai. Do bản thân họ không giữ giới Phật, còn dạy người không cần giữ giới, khiến kẻ kém hiểu biết bị lầm lạc. Đọc đoạn văn sáng này xong, cần phải kiểm điểm lại mình, xem có giống như văn mô tả không. Nếu có thì lập tức sửa mọi ngôn hạnh điên đảo thành đàng hoàng lại. Nếu có lòng cải tà quy chánh, chỉ cần thành tâm sám hối, nhất định tội sẽ tiêu tan. Trong nhiều kinh điển, Phật từng tả về các hiện tượng thời mạt pháp. Trong kinh Đại Bảo Tích thuyết, do chúng sinh thời mạt pháp quen tiếp thu tà kiến, nên các tu sĩ dù không tu đúng pháp vẫn có thế lực lớn. Ở đời sau này có vô lượng chúng sanh nhiễm tà kiến, nên khi các tỳ kheo tung luận thuyết tà ra lại được tin nhiều, các tà sư này còn có thế lực lớn, được chúng sinh đương thời kính trọng, thỉnh hỏi nghĩa kinh và hết lòng cúng dường tán thán vị tuyên truyền pháp sai này. Trong Phật Tạng Kinh nói, tà sư bất tịnh vẫn thuyết pháp hướng dẫn vô lượng chúng sinh, truyền tà kiến cho kẻ ngu muội, họ truyền dạy quan niệm thấy biết nghĩ tưởng sai lệch của mình cho người, rồi tuyên bố đó là Phật pháp, là thánh đạo, khiến những người ngu muội tin theo, sinh tâm phỉ báng chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Kẻ truyền tà pháp này là ác tri thức chứ không phải thiện tri thức. Xá Lợi Phất, kẻ thù chỉ đoạt mạng làm mất một thân này, nhưng những kẻ si tà bất tịnh thuyết pháp lại gieo hại cho nhiều chúng sanh đến ngàn vạn ước kiếp, nên họ chính là ác tri thức của chúng sinh. Do nói lời vọng ngữ sằng bậy quỷ bán chư Phật Bồ Tát, nên hậu quả sẽ bị vào địa ngục. Cho dù tà sư trong thế giới có rất nhiều, nhưng vào năm 1994, Ngài Tuyên Hóa từng nói Phật pháp trong tương lai sẽ hưng thịnh lại, đông đảo tín chúng sẽ dần dần biết giới là quan trọng và tôn giới làm thầy, viễn ly tà giáo, quy hướng chính đạo. Do ngu si, chúng ta tạo đủ tội mà không hay, như làm chướng người tu, thấy người trì giới ăn chay, đoạn rượu, dứt hút thuốc thì phê bình, chê họ là tu thấp, và còn khuyên họ nên thuận theo tự nhiên, cứ ăn mặn, hưởng thụ mới là tu cao, vân vân. Còn nữa, bản thân mình không trì giới, chẳng biết nhân giới sinh định huệ, bởi không trì giới nên các công đức tu khác đều không thể viên mãn. Như trong kinh Lăng Nghiêm giảng, người ăn ngũ thân dù có thể tuyên thuyết 12 bộ kinh, song 10 phương tiên thiên do sợ mùi hôi nên đều đánh xa. Do ăn hành tỏi hẹ vân vân, các thứ ngũ tân khiến miệng hôi, không có chúng sinh đến nghe kinh nên không thọ ích, không có công đức. Vì sao họ không thể đến nghe bạn tụng kinh? Bởi trên mình bạn phát ra mùi hôi thối, họ không chịu nổi. Chúng sanh đều có Phật tính, người người vốn đủ thần thông, do danh lợi làm mờ trí, tâm bị vô minh ngăn che, y Phật thuyết pháp tu hành, trí huệ tự nhiên hồi phục, giống như mặt trời vừa lên, si ám tự nhiên tan hết. Nếu không trì giới, dù tu định huệ cũng chẳng phải cứu cánh. Cho dù bạn tĩnh tọa chế tâm một chỗ, đạt được quỷ thông, nhưng đó chỉ là quả của nhân duyên đời trước mà thôi. Nếu bạn còn tham đắm tài sắc danh lợi, thì những sư phụ pháp lữ đời trước của bạn và chư hộ pháp quỷ thần cũng không đến giúp bạn, bởi vì họ hiểu nhân quả. Nếu bạn bội lìa chánh đạo mà họ lại giúp bạn, thì khác nào tự hủy hoại đạo nghiệp của chính họ, một chút thần thông cũng không luôn. Có thần thông thì cần phải dùng đức dưỡng đạo, xu hướng thuần thiện mới có thể tương trợ giúp người. Thần thông trí tuệ nhờ trì giới tu hành mà phát, nên khi hóa độ người
hễ dựng sào là thấy bóng, thu kết quả mau. Trong Đại Thừa Du Già Bồ Tát Giới có quy định rõ, nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi, thành tựu đủ các thần thông biến hóa, nơi cần khủng bố thì khủng bố, chỗ cần nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Nếu mình không có thần thông, lại ganh ghét phỉ báng người có thần thông, lên án nói họ là ma gái nhập, tức tạo tội làm chướng người tu. Thế nhưng nếu sở hữu thần thông thì tuyệt chẳng được dùng nó để biểu diễn mông gạt tài, lừa sắc và khoe khoang với người. Nếu làm vậy sẽ lạc vào cõi thấp đáng thương. Ngay đây ta có thể hiểu rõ, vào khoảng thập niên 80 tại Trung Quốc xuất hiện những vị đại sư khí công thu tiền, thì biết đó là không ổn. Người tu hành tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện, nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông, vì thần thông cần có chính tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích không gây hại. Do tham sân si lục thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp nạp sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp mà tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lại vì ngu si tinh thọ tà sư, không giữ giới Phật, uống rượu ăn thịt các thứ hành tỏi, không cho người thâm nhập tín nguyện hạnh, còn làm hại tới an ninh đoàn kết quốc gia. Lại có các tà giáo phản đối Phật giáo, làm loạn mọi người, rủ rê nhiều người mê muội chạy theo. Những tà giáo này không những bị quốc gia cấm chỉ, nhân dân phỉ nhổ, mà người truyền bá đều tà, chết rồi sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục. Xin xem trong kinh Lăng Nghiêm có 50 loại ấm ma, và nơi mục tứ trọng thanh tịnh minh hối sẽ rõ. Từ mấy ngàn năm trước Phật từng thuyết giảng qua, cho nên phải thâm nhập kinh tạng mới khai phát trí huệ. Đã không trì giới mà còn tự cho mình hay, cho rằng mình có quyền chế đổi giới luật, mặc tình sửa kinh điển Phật thuyết, làm vậy là phạm tội cực nặng. Người theo tà thuyết là tự đi trên đường lao xuống vực, phải mau hồi đầu. Nếu người tu hành không đúng pháp sẽ gặp vô lượng phiền não làm chướng ngại đường tu của mình. Lời Phật dạy chữ chữ đều là chân lý, bất kể có trải qua ngàn vạn năm đều không thể cải sửa nửa từ. Nếu cứ nhấn mạnh do thời đại bất đồng nên cần phải sửa đổi giới luật Phật chế, thì kiểu lập luận này khác nào phỉ báng Phật dạy lỗi thời. Đây tức là ma thuyết, tuyệt đối không nên nhẹ dạ tin theo. Lại có nhiều người không minh lý, tung lắm thuyết hồ đồ, chẳng hạn như nói tầng trên nhà mình có người ở thì không được thờ Phật. Phải hiểu là cho dù bạn ngủ tại tầng chót bét của chung cư, tức là phía trên có ngàn tầng, thì cũng phải thờ Phật, bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tích trên nữa còn có trụ xứ của chư thiên. Lại có người bảo buổi tối không nên tụng kinh Địa Tạng, vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới thì dễ nhưng tiễn đi thì khó. Còn có thuyết khẳng định chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào khoảng 3 tới 5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói tụng kinh mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, vân vân. Quả thực là có vô số những tà lý, tà thuyết do người hồ đồ nói sằng tung bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người tụng kinh niệm chú. Quý vị sơ cơ đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết giảng nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật Pháp như thế, cần nên chỉnh lý và tự mình phải sáng trí khéo phân biệt. Ngài Tuyên Hóa từng nói, kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả. Hơn nữa khi người giữ ngũ giới tụng kinh, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh và tin Phật Pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết Pháp là để dân thòng lọng làm hại người sao? Tôi học Phật đã 20 năm, đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh niệm chú. Hơn nữa tôi tụng kinh Địa Tạng, mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt, vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý sẽ thu được lợi ích. Nương Phật lực gia trì nên có nghe kinh rồi thì họ được ly khổ đắc lạc, đầu thai cõi thiện. Vì vậy họ tri ân không hết, sao có thể làm hại cho chúng ta chứ? Còn có Di Đà Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ cùng hộ pháp thần dương, chư quỷ thần thải đều đang bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là quan gia trái chủ, có
có muốn đến tầm cừu báo quán hay quỷ dương ba tuần, muốn tìm tới gia hại đều chẳng thể lại gần. Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần túc quán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi. Tu hành quý ở chỗ trì chí bền tâm, không nên nôn nóng muốn mau đạt hiệu quả. Chẳng hạn như tụng kinh mới nửa quyển hay vài ngày thì đã nôn nóng, mong có cảm ứng liền. Đây là tính tham lam ích kỷ nên loại trừ. Ha ha ha, 问什么的说